quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh tra nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hại Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ đại kinh và diễn nghiệp Chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian: ngày 10 tháng 8 năm 2010 Tập 106 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 126 Xem từ dòng thứ nhất coi từ chữ chánh giác trong dòng thứ nhất chánh giác giả như lai chi thật trí cố thành phật giết thành chánh giác tối chánh giác giả sùng hiển phật giác chi vô thượng viên mạng cứu cánh đoạn này về tướng thứ sáu trong tám tướng thành đạo kinh văn chỉ có hai câu đắc di diệu pháp thành tối chánh giác đoạn này nhằm giải thích tối chánh giác là gì Trong phần trước Tôi có nói Lão cư sĩ niệm tổ Đã tiếp dẫn kinh luận Nhằm giải thích từ ngữ Đắc di diệu pháp Là Khế thế tôn Chi Phật trí Tức là Khế nhập Phật trí của Đức Thế Tôn Nhập thật tướng chi diệu lý Là thành chánh giác Này là giải thích Chánh giác giả Như lai chi thật trí Hệ nói như lai Thì quá nữa là nói về tự tánh Là tự tánh của đương nhân trong kinh Phật thường nói Đương nhân thì đương nhân là chính mình Đương xứ là ở ngay nơi đây Cho nên gọi là đương hạ Trong tự tánh của chính chúng ta Dùng sẵn có trí huệ chân thật Trí huệ ấy chẳng giả trí huệ chân thật vĩnh viễn chẳng mất đi vĩnh viễn tồn tại không chỉ trí huệ là như thế mà đức năng cũng là như thế tướng hảo cũng là như thế chẳng có một pháp nào không như vậy pháp nào cũng đều là như vậy vì hết thể các pháp chẳng lìa tự tánh đều do tự tánh biến hiện ở đây cổ đại đức có một tỷ dụ sánh di tự tánh như vàng vàng rồng sánh di dạng pháp như các món vật làm bằng vàng dùng vàng rồng làm thành các dụng cụ Ví dụ như phổ biến nhất là đồ trang sức nhẫn xuyến dòng đeo cổ những món trang sức ấy lắm thứ kiểu dáng chẳng có cùng tận năm xưa tôi ở mỹ chúng tôi có một vị đồng tu là cư sĩ trần đại xuyên kinh doanh đồ trang sức ông ta làm đồ trang sức giả Tức là đồ bằng vàng mạ Chẳng phải là vàng rồng Làm vô cùng xinh đẹp Lại vừa ra Hàng bán hết sức chạy Bán khắp cả thế giới Có lần ông ta dẫn tôi đến thăm phòng trưng bày Phòng trưng bày ấy To gần gấp đôi studio của chúng ta những sản phẩm trong ấy Đó, Ước chừng gần hai dạng loại Quý vị đến xem đẹp đẽ khôn xiết Thật xinh đẹp Người ngoại quốc rất thích những món ấy Chúng hết sức đẹp đẽ Trông còn đẹp hơn đồ thật Mất đi cũng chẳng đáng giá mấy Một món đắt nhất cũng hơn mười mấy đồng Đại khái chẳng thể nào mắc hơn hai mươi đồng Quý vị thấy giá thành rất thấp rất đẹp ai đến cũng mua vài món có thể thường thay đổi để đeo quý vị thấy làm ra mấy dạng thứ hình dạng khác nhau chúng được gọi là khí tất cả hết thảy các món trang sức có chất liệu đều là hoàng kim nó là vàng mạ à, Cổ đức dùng tỷ dụ này Sẵn dĩ dĩ kim ta khí 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 dài kim Và ấy chính là thật trí của Như Lai Được nói đến ở đây Chỉ cần cái vị chứng đắc Tìm được trí huệ chân thật Trong tự tánh Tác dụng sẽ vô cùng Do vậy Phật được gọi là tối chánh giác Tối chánh giác Sùng hiển Sùng là sùng thượng Tôn sùng Hiển là hiển thị Phật giác Chi vô thượng viên mạng cứu cánh Ba hình dung từ này hay lắm Vô thượng là chẳng có gì cao hơn Nó có thể sanh ra dạng Pháp Duyên mà Là chẳng có mảy may khuyết hãm nào Cứu cánh Là đạt tới chỗ tột bậc đây là nói về trí huệ hiện tiền Đức năng cũng là vô thượng viên mạng rốt ráo Tướng hảo cũng như thế Cũng có thể nói là chẳng có pháp nào Không phải là vô thượng viên mạng rốt ráo Chỗ như vậy ở nơi đâu? Tây phương cực lạc thế giới là như vậy Thế giới hoa tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật, giá na Phật Được nói trong Kinh Hoa Nghiêm Cũng là như vậy Báo độ của hết thể chư Phật Đều là như vậy Vì sao? Có thể tiến nhập báo độ của Như Lai là, là ai? Đều là những người tu hành đã đạt địa vị vọng tưởng phân ừ. biệt chấp trước Thấy đều buồn xuống Do vậy Thế gian ấy Là một thế gian bình đẳng Chẳng có cao thật Vì sao Ai nấy đều đạt đến vô thượng Viên mãn rốt ráo Chẳng phải ở trong cảnh giới ấy Quý vị sẽ chẳng thể tiến vào Thế giới ấy Ở ngay trước mặt mà quý vị cũng chẳng nhìn thấy các nhà khoa học hiện thời đang nói đến các chiều không gian khác nhau chúng có tồn tại trước mặt chúng ta hay không ở ngay trước mặt chúng ta về căn bản là hiện tiền chẳng hề rời khỏi ở ngay đó nhưng chúng ta chẳng thấy giống như chúng ta xem tv quý vị thấy những hình ảnh đều ở trong màn hình này đang tồn tại Ở đây thì tôi không biết Chứ ở Mỹ có hơn 100 băng tầng TV Đều hiện diện trong một màn hình Quý vị chẳng mở đúng băng tầng Chẳng thể nói nó không có Nhà Phật nói ẩn hiện nó ẩn chẳng hiện vì quý vị chẳng bắt đúng ban tần sau khi nhận nút đúng ban tần nó bèn hiển hiện hiển chứ không ẩn khi ẩn quý vị chẳng thể nói là nó không có khi hiện quý vị chẳng thể nói là nó có đó là diệu chẳng phải có chẳng phải không đó là diệu trong kinh phật chữ diệu thường được dùng để chỉ ý nghĩa này duyên đầy đủ bèn hiện duyên chẳng đủ bèn chẳng hiện trong chân tánh ở đây chân tánh được gọi là thật trí trí huệ chân thật chẳng hiện giống như chúng ta nhìn vào màn hình tivi, chẳng nhấn nút đúng ban tầng cái gì cũng chẳng có nhưng hệ gặp duyên nó có thể hiện tướng có thể Qua sanh ra dạng pháp không chỉ có thể sanh ra dạng pháp sách hoàng nguyên quán còn cho biết nó xuất sanh vô tận nó biến hóa vô cùng những điều này đều là thật vì sao nó biến hóa vô cùng vì nó vô thượng viên mạng rốt rau Cảnh giới này Không phải chỉ riêng mình Thích Ca Mâu Ni Phật mới có Cũng chẳng phải là một vị như A Di Đà Phật và Tỳ Lô Giá Na Phật riêng có Chẳng phải vậy Đức Phật bảo chúng ta Hết thảy chúng sanh trong khắp Pháp giới hư không giới Đều có Chỉ vì hiện thời quý vị đang mê chẳng giác mê mất tự tánh nên cảnh giới thù thắng khôn sánh chẳng hiện ra Duyên ý là gì? Này chúng ta gọi duyên là nghiệp Chúng ta hãy suy nghĩ Đại chúng trong xã hội hiện thời đang tạo nghiệp gì vì tự tư tự lợi tiếng tâm lợi dường bất hiếu với cha mẹ bất kính tôn trường kiêu căng ngã mạng Tạo những nghiệp ấy Những nghiệp ấy là nghiệp bất thiện Vì sao hiện thời trên địa cầu Có lắm tai nạn như thế Do nghiệp bất thiện biến hiện Những điều ấy đều thuộc loại viên mạng rốt ráo Nó có thể biến Tùy duyên biến Tức là thuận theo duyên mà biến hiện Tùy thuận duyên gì vậy? Tùy thuận duyên của hết thảy chúng sanh Chẳng tùy thuộc bản thân Phật Bồ Tát Nếu là tùy thuận bản thân Phật Bồ Tát Thì hiện tướng gì cũng không có Điều đó giống như gì? Giống như chúng ta nhìn vào màn hình TV Trong ấy thứ gì cũng đều chẳng có Đó là duyên của chư Phật như lai Vì sao các ngài không hiện vì các ngài chẳng khởi tâm Không động niệm Khởi tâm động niệm còn không có Chứ vậy nghĩ xem Há có phân biệt chấp trước Các ngài thật sự chẳng khởi tâm Không động niệm Chẳng phân biệt không chấp trước Do vậy các ngài hiện Thương tịch quan Một bầu quan nhân. Trong đó chẳng có hiện tượng vật chất mà cũng chẳng có hiện tượng tinh thần giống như chúng ta nhìn vào màn bạc trên màn bạc thứ gì cũng đều chẳng có hiện những tướng ấy chư phật như lai hiện tướng kinh giảng rất rõ ràng tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng quý vị thấy tùy tâm ứng lượng chẳng phải là tùy thuận cái tâm của chính mình mà thuận theo tâm của chúng sanh Tâm địa ngục hiện tướng địa ngục Địa ngục là tâm gì? Sân hận Sân khỏe Bèn hiện tướng địa ngục Đối với tướng ngạ quỷ thì tâm ngạ quỷ Hiện tướng ngạ quỷ Ngạ quỷ là gì? Tham lam Tham lam chẳng chán Đó là ngạ quỷ Tâm súc sanh là ngu si Do vậy tham sân si hiện ba ác đạo Nhân đạo là gì? nhân đạo là thập thiện ngũ giới tại trung quốc tổ tiên dạy chúng ta ngũ luôn ngũ thường là nhân đạo hiện thời làm người khổ quá vì sao họ chẳng phải là người con người hiện thời còn khổ hơn ngạ quỷ Vì sao? Đã mất cái tâm người rồi Tâm người là gì? Ngũ luân Ngũ thường Tứ duy bác đức Đó là tâm người Tổ tiên dạy chúng ta Bốn khoa một ý Chúng ta phải tìm lại chúng đó là xã hội phước báo nhân thiên người trong thế gian này thật sự có phước báo kinh còn dạy chúng ta tu phước quý vị chẳng tu phước lấy đâu ra phước báo tạo tội mà mong có được phước báo chẳng có lẽ ấy chẳng có đạo lý ấy chịu tội chính là bị tai nạn tai nạn cá nhân là bệnh tật quả báo của biệt nghiệp và cộng nghiệp chính là thiên tai nhân quả Xã hội hiện thời đầy dẫy thiên tai nhân quả Vì sao? Người sống trên địa cầu này Dứt bỏ thiền nghiệp Chẳng còn học theo điều lành Chẳng biết tu phước Chẳng biết tu đức Vì thế Xã hội lâm vào tình trạng Bình trị Hay loạn lạc Đều là các phản ứng Đối với tâm hạnh Và nghiệp cảm của cư dân hiện tiền Chứ chẳng phải là gì khác Hiểu rõ đạo lý này Liễu giải sự thật này Trông thấy khá nhiều điềm báo bất tường Chúng ta lập tức giác ngộ Lập tức quay đầu Tai nạn sẽ từ từ quá giải Nếu chính mình chẳng thừa nhận lầm lỗi của chính mình Chẳng biết sám hối Chẳng biết quay đầu Dẫn thuận theo tập khí tiền não của chính mình Để tiếp tục làm Thì sẽ bị quỷ diệt Chính mình bị quỷ diệt Xã hội cũng bị quỷ diệt Địa cầu cũng quỷ diệt Quý vị làm chuyện như thế đó những vị đại thánh đại hiền của các sắc dân khác nhau và các tôn giáo bất đồng nhắc nhở chỉ dạy chúng ta hãy thoát ly biển khổ đạt tới cuộc sống thật sự hạnh phúc mỹ mãn như thế nào Đó là giáo dục tôn giáo gian tự Trung Quốc Giải thích hai chữ tôn giáo rất hay Chữ tôn có ba ý nghĩa Thứ nhất là chủ yếu Thứ hai là trọng yếu Thứ ba là tôn sùng tôn trọng đề cao tôn sùng giáo là giáo dục giáo học quý vị thấy hai chữ tôn giáo gộp lại rất tuyệt diệu trong thế gian này tôn giáo là điều nhân dân cần thiết là giáo dục trọng yếu nhất là sự giáo học chánh yếu nhất là sự giáo hóa đáng tôn sùng nhất. đó là hai chữ tôn giáo được giải thích theo hát văn. trong mười mấy năm gần đây, chúng tôi tiếp xúc khá nhiều tôn giáo trên thế giới. đem đến ghế này của Trung Quốc về tôn giáo nói với mọi người, người nghe chẳng có ai không hoan hỷ chẳng có tôn giáo nào phản đối cách nói ấy. Nghe xong rất quan hỷ Bởi tôn giáo vốn có ý nghĩa ấy. Đó là gì? Giáo dục tôn giáo là nhu cầu tất yếu của người thế gian Quý vị có nền giáo dục ấy Sẽ có hạnh phúc Có sự mỹ mãn Có hòa hài Có hòa bình Không có nền giáo dục ấy Xã hội động loạn chẳng biết đến mức nào Tổ tiên chúng ta tạo ra chữ viết Hàm nghĩa trong các từ dựng Được dùng hết sức sâu xa Đúng là văn tự trí huệ Câu chữ trí huệ Chúng ta phải cảm ơn tổ tiên Chứ nên khinh dễ Khinh dễ sẽ có tội với tổ tiên Là đại bất hiếu Bởi lẽ Đây là trí huệ chân thật Vô thượng viên mạng rốt ráo Của Như Lai Như Thích Ca Phổ viết Đắc vô thượng chánh chân chi đạo Vì tối chánh giác Trong Thích Ca Phổ có một câu nói như thế Có thể dùng câu ý để giải thích ý nghĩa bao hàm Trong từ ngữ tối chánh giác Hội sơ viết Giác chi trung di tối cực Tối chánh giác là sự giác ngộ tột bậc Vì A-la-hán đã giác ngộ Nhưng là vừa mới bắt đầu giác ngộ A-la-hán là như vậy Giác ngộ có lợi ích gì? Bất giác có gì chẳng tốt Bớt giác Sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi Quý vị sống sống Chết chết Trong lục đạo luân hồi Vĩnh viễn Chẳng thể gián đoạn Thân thể này đã diệt lại đi tìm một cái thân khác <laughs> vĩnh viễn ở trong lục đạo trong lục đạo được làm thân người hay được làm thân chư thiên cơ hội ấy chẳng nhiều rất ít phải làm thân ngã quỷ thân súc sanh thân địa ngục trong lục đạo cơ hội ấy quá nhiều nghĩ tới điều này quý vị sẽ hiểu Do vậy Đức Phật tỷ dụ Lục đạo là biển khổ Cầu biển khổ vô biên Hình dung lục đạo luân hồi chẳng có ngàn hạn Nên nói là biển khổ vô biên Chúng ta hãy suy nghĩ Chẳng cần nói đến năm đường kia Trong nhân đạo hiện thời Hãy nhìn xem con người hiện thời Đang sống cuộc đời gì Có thật sự sung sướng hay chăng? Tôi thấy Nhiều vị lãnh đạo quốc gia Tôi cũng từng thấy Những phú ông Có tài sản ức dạng nhưng họ chẳng sung sướng vì sao tôi biết mỗi tối đi ngủ họ phải uống thuốc ngủ chẳng có thuốc ngủ sẽ không thể ngủ được chẳng có cà phê đậm đặc tinh thần sẽ uể oải do vậy tôi hiểu địa vị rất cao có nhiều của cải vẫn chẳng sung sướng họ vẫn khổ sở phật pháp giúp họ lìa khổ được vui nếu họ thật sự chịu học thật sự tin tưởng thật sự có thể nghe hiểu y giáo tu hành sẽ lìa khổ được vui Lìa khổ được vui là cả đời hạnh phúc mỹ mãn Chẳng liên càng đến Địa vị cao hay thấp, nghèo giàu sang hèn cả đời của loài người chúng ta trong thế gian này là để theo đuổi hạnh phúc mỹ mãn hay là để theo đuổi phú quý phú quý mà chẳng sung sướng thì chẳng thà nghèo hèn mà sung sướng kẻ tại gia như nhan hồi là môn đệ được khổng phụ tử tán thán nhất Cuộc sống của ông ta hết sức bần hàng yếu thốn Nhưng là người sung sướng nhất trong các đồng học Trong các vị xuất gia Bố đại hòa thượng Chẳng có một thứ gì Ngài đã xuất gia thứ gì cũng đều buồn xuống kể cả đạo tràng cũng không có đi khắp nơi quải đường chính mình chẳng có đạo tràng vui sướng khôn sánh suốt ngày từ sáng đến tối cười hề hà đó là các tấm gương trong giới xuất gia và tại gia chẳng liên can gì đến phú quý hay nghèo hèn đắc đại tự tại được sung sướng to lớn đắc đại viên mãn nhờ vào đâu họ nhờ vào đạo đắc đạo đắc đạo là gì giác ngộ hiểu rõ chẳng còn là kẻ hồ đồ nữa dạng sự dạng vật trong vũ trụ họ đều thông đạt hiểu rõ lẽ đâu chẳng vui sướng triệt để buông xuống tâm địa thanh tịnh bình đẳng chẳng nhiễm mấy trần lẽ nào chẳng vui sướng à. Vì vậy Đắc vô thượng chánh chân chi đạo Như sách tích ca phổ Đã chính là minh tâm kiến tánh Trong tịnh độ tông dùng phương pháp niệm Phật Cũng có thể đạt đến cảnh giới ấy Đạt tới cảnh giới ấy Thì tịnh độ tông dùng thuật ngữ Lý nhất tâm bất loạn Đắc lý nhất tâm bất loạn là thành Phật Quý vị đắc đạo vô thượng chánh chân Đó là lý nhất tâm bất loạn Sự nhất tâm bất loạn Bằng với A-la-hán Lý nhất tâm bất loạn Đã thành Phật Kể đó Chúng ta lại thấy Lão cư sĩ trích dẫn một câu nói Từ sách hồi sử Sách hồi sử giảng Giác chi trung di tối cực A-la-hán vừa mới bắt đầu giác ngộ Bồ-tát tuy giác ngộ Nhưng chưa đạt tới tối cực Phật đã đạt tới tối cực tức vô thượng chánh đặng chánh giác cố dân thành tối chánh giác thành tối chánh giác tức cứu cánh thành phật đây là nói đến tướng thành đạo trong tám tướng thành đạo của thích ca mâu ni phật chính mình đã tu hành viên mãn sau khi viên mãn bạn làm gì? Sau khi chính mình đã viên mãn Phải giúp người khác viên mãn Phải giáo hóa chúng sanh Vì thế đoạn tiếp theo là Thiên nhân quy ngưỡng Thỉnh chuyển Pháp Luân đó là Quá độ chúng sanh Tức là tướng thứ bảy Trong tám tướng thành đạo Tướng thứ bảy là Chuyện Pháp Luân Chúng ta học Phật nói thật ra đời người gặp gỡ duyên phận thù thắng như vậy học phật là đúng chẳng học phật bèn sai mất rồi học phật cũng phải lấy thành tối chánh giác làm mục tiêu học tập Trong một đời này Chúng ta có thể đạt được Tối chánh giác hay không? Khó lắm Nói thật ra Chẳng làm được Chúng ta có thể đoạn tập ký tiền não hay không? Kiến tư tiền não còn chưa thể đoạn Hướng hồ trần sa Hướng gì vô minh nhưng quý vị phải biết chẳng đoạn được những thứ ấy là không được nghĩ đến lục đạo nhất định trước hết phải nghĩ đến tam đồ tam đồ quá khổ quá đáng sợ chúng ta chẳng dễ gì thoát khỏi tam đồ để được làm thân người chẳng tiêu trừ tội nghiệp trong tam đồ sẽ không thể thoát khỏi giống như phạm tội bị xử phạt giam cầm trong tù ngục kỳ hạn xử phạt chưa mãn thì quý vị chẳng thể thoát ra được thời hạn bị xử phạt trong tam đồ đã mãn thoát ra vào nhân đạo đã thoát ra nhưng chẳng khéo học lại làm chuyện xấu sau khi chết lại trở vào tam đồ trong kinh địa tạng các quỷ dương đã nói tới chuyện này quý vị thấy đó vừa mới thả quý vị ra cớ sao quý vị bèn quay trở lại ngay quỷ dương chê cười quý vị sau khi thoát ra chớ nên lộn lại quý vị bèn thành công người nào chẳng còn quay lại nữa sau khi thoát ra Gặp gỡ Phật Pháp Tu hành chứng quả Người ấy sẽ chẳng quay lại Chứng quả vị như thế nào Tối thiểu là quả vị tu đà hoàng Thật sự chứng đắc tu đà hoàng Sẽ không quay lại tam ác đạo diễn viễn sẽ không đọa vào nữa trong kinh Đức Phật đã dạy rất nhiều lần Tuy Tu Đà Hoàng chưa thoát luân hồi Vẫn ở trong lục đạo Nhưng Ngài sanh trong cõi trời Hoặc nhân gian Ở trong hai nơi ấy Chẳng đọa tam ác đạo Lại còn qua lại chỉ tối đa là Bảy lần trong cõi trời hoặc nhân gian sau bảy lần sẽ vượt thoát lục đạo Không chỉ vĩnh viễn chẳng đọa tam ác đạo Mà còn vĩnh viễn chẳng trở lại lục đạo Kể như là thật sự thành tựu Nói thật ra Chúng ta hiện thời Ngay cả tiểu quả tu đà hoàng Còn chẳng có cách nào đạt được nếu nói là cắn chặt răng Nghiêm túc tu hành Thì sẽ có thể đạt được Chẳng phải là không đạt được Thật sự có thể buông Ngã chấp xuống Chẳng còn chấp trước thân là ta Đã thấy thấu suốt Buông đối lập xuống Đối với người, đối với sự Đối với vật chẳng có ý niệm đối lập Buông thành kiến xuống Buông hết thảy kiến giải sai lầm xuống Đọc kinh nhường nhuyễn Biến đạo lý trong kinh Phật Thành tư tưởng và kiến giải của chính chúng ta đó là chính xác Chẳng có vấn đề gì Chẳng cần niệm quá nhiều Một bộ kinh vô lượng thọ là đủ rồi Đệ tử quy cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp Đủ rồi sẽ có thể chứng đắc địa vị sơ tính trong thập tính Bồ Tát Như Kinh Hoa Nghiêm đã nói Là thánh nhân chẳng phải là phàm phu sau khi chứng đắc sẽ chẳng bị thói chuyển đó là vị bất thoái nếu gặp pháp môn tịnh độ quý vị rất may mắn vì sao gặp pháp môn này quý vị có thể thành phật trong một đời chẳng phải là thành tu đạo quả mà ngay lập tức vượt qua 50 địa vị có thể thành phật trong một đời còn hành những thứ gì khác trong thế gian nữa ư thấy đều buồn xuống nhất tâm nhất ý đọc kinh niệm phật chẳng cần phải mất một thời gian rất dài Quý vị có thể biết trước lúc mất Tự tại giảng sanh Tự tại giảng sanh Dẫu còn thọ mạng trong thế gian này Ta chẳng cần Ra đi sớm Có năng lực ấy Đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới làm Phật Chẳng tuyệt diệu ư Chuyện may mắn như thế Mọi người đều gặp gỡ Tùy thuộc ai có thể nắm được vận may này Thì sẽ thành công Bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc Trăm ngàn dạng kiếp khó gặp gỡ Hy hữu khó gặp Do vậy thành tối chánh giác là thành phật rốt ráo chúng ta đọc hai câu tiếp thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân chỉ có đức hạnh và trí huệ của chính mình đã thành tựu quý vị mới có thể cảm trời người quy ngưỡng Quy là quy y Nói cách khác Họ đến bái quý vị làm thầy Nương vào sự giáo huấn của quý vị để tu hành Đó là quy ngưỡng Thỉnh chuyển Pháp Luân Chuyển Pháp Luân là truyền Pháp Vì sao không nói truyền mà dùng chữ chuyển lần lượt truyền pháp phật truyền cho quý vị quý vị lại truyền cho người khác từ người truyền cho nhau càng truyền càng nhiều càng truyền càng lâu chánh pháp tồn tại lâu dài trên thế gian này Đạo lý ở chỗ này. Chúng ta đọc lời chú giải của Lão Cư Sĩ. Kỵ, dĩ, hạ, chư, cú, phần kinh gian kế tiếp rất dài, đều nói về tướng thứ bảy. Tức tướng thứ bảy Trong tám tướng thành đạo Tướng thứ bảy là chuyển Pháp Luân Hãy ghi nhớ Chuyển Pháp Luân Là lần lượt truyền Pháp Thiên nhân Có nghĩa là quái trời Và nhân gian Chúng ta giải thích như vậy càng dễ hiểu Ở đây cụ hoàng giải thích Thiên đạo trung nhân được gọi là thiên nhân tức là chư thiên thiên thượng nhân gian chúng ta gộp cả nhân gian vào đó quy giả quy kính ngưỡng giả khâm ngưỡng bồ tát đã thành phật Lời chú giải của lão cư sĩ Chẳng phải là thiếu đạo lý Thích ca mâu ni Phật đã thành Phật Người thế gian chẳng biết Chỉ thấy thích ca mâu ni Phật Tịnh tọa với cội cây tất bát là phàm nhân thấy người ấy đang tịnh tọa Người tu hành tịnh tọa Thì họ đi qua cũng chẳng để ý đến Nếu không có ai thỉnh Pháp Đức Phật sẽ diệt độ Phạm Phu chẳng nhận biết Làm sao có thể đến thỉnh Pháp cho được Chư Thiên biết Chư thiên nơi nào? Cõi trời đệ tứ thiền. Tức chư thiên trong ngũ bất hoàng thiên thấy biết. Họ được gọi là tịnh cư thiên. Kinh Phật gọi tịnh cư thiên là ngũ bất hoàng thiên. Họ trông thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật dưới cội Bồ Đề. Rồi giả dáng xuống. Biến thành hình dạng của người thế gian Quỳ gối trước Đức Phật Thích Ca Thỉnh Phật trụ thế Thỉnh chuyện Pháp luôn Phật Thích Ca có người đến khải thỉnh Giờ có người đến thỉnh Nên nhận lời chẳng nhập diệt Vì thế Cầu thỉnh chuyển Pháp luôn ở đây Là thịnh Pháp Chư thiên trời tịnh cư Giúp chúng ta thịnh Pháp Vì vậy Ta có thể biết thỉnh pháp liên quan tới pháp vận của phật pháp hưng hay suy có người thỉnh pháp pháp vận của phật sẽ hưng dượng phật chẳng phan duyên chưa vị phải liễu giải đạo lý này Phật sẽ chẳng đến tìm quý vị Chẳng có ai thịnh Pháp Đức Phật sẽ rời khỏi thế gian này Lìa khỏi nhân gian Vì thế Có thể thịnh Pháp hay không Sẽ có liên quan đến sự hưng suy của Phật Pháp Ngày nay Phật Pháp đã mất mé bên bờ vực hồn giống Chẳng ai biết thịnh Pháp phật pháp sẽ thật sự biến mất trên thế gian này cho nên chúng ta phải biết thỉnh thỉnh ai xem trong số những người trẻ tuổi những ai ta biết rõ là người thật sự có đạo tâm chân thật tu trì thật sự giác ngộ chúng ta phải thỉnh người ấy người khác chẳng thỉnh gì chẳng nhận biết chúng ta nhận biết có thể nào chẳng thỉnh hay không Hiện thời người ấy là tại gia cư sĩ Ta thấy chính xác người ấy Có thể hưng dưỡng Phật giáo Ban thỉnh cầu người ấy xuất gia Thỉnh cầu người ấy chuyển Pháp luôn Chánh Pháp tồn tại lâu dài trên thế gian chúng sanh mới thật sự có thể tai chướng tiêu tan quả phước tai nạn tiêu trừ phước báo hiện tiền đó là chuyện tốt là chuyện tốt lành bậc nhất trong thiên hạ chớ nên không biết ngang dạng phần chớ nên ganh ghét chướng ngại nếu ganh ghét chướng ngại Chắc chắn sẽ là quả báo trong địa ngục A Tỳ Tuyệt đối chẳng phải là chỗ khác Chắc chắn quý vị sẽ đọa trong địa ngục A Tỳ Nếu tâm thái của quý vị chuyển biến Chuyển biến 180 độ Thỉnh Phật trụ thế Công đức ấy còn gì tuyệt diệu bằng Cứu giới Phật giáo Cứu vớt xã hội Cứu vớt địa cầu Tích lũy công đức to tác dường ấy Nếu quý vị mong hưởng thụ phước báo nhân gian Hãy nghĩ xem đó là phước báo gì Quý vị hưởng phước báo đế dương trong nhân gian Ngôi vị đế dương ấy à, Nếu truyền, truyền cho con cháu Sẽ truyền được bao nhiêu đời Tối thiểu là truyền được một ngàn năm Phước báo quá to Đúng là một ngàn năm thịnh trị Quý vị tích lũy công đức to tác Dương ấy Duyên phận hy hữu khó gặp như thế Đến nơi đâu để tìm được Sau khi gặp gỡ lại tu phước báo to như thế Chẳng tuyệt diệu ư ừ. Nhưng nếu quý vị có huệ nhãn Sẽ có thể thấy rõ ràng Nếu chẳng muốn làm quốc dương trên thế gian Quý vị có phước báo to lớn ngần ấy Giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới Đi làm Phật Sẽ thành Phật Công đức ấy quá lớn Chẳng có bất cứ công đức nào có thể sánh bằng chúng ta xem tiếp đoạn dưới trong trí độ luận có nói kim thị Thích ca gian phật đắc đạo hậu ngũ thập thất nhật tịch bất thuyết pháp sau khi thành đạo đức phật ngồi dưới cội cây to năm mươi bảy ngày chẳng nói câu nào Tự ngôn Ngã Pháp thẩm thâm Nang giải nang tri Nhất thiết chúng sanh Phật trước thế Pháp Vô năng giải giả Đối với người thế gian Phật Là giống như quý vị bị dây thần trói chặt Chẳng thể đồng đầy trước là chấp tướng hai chữ này đều là tên gọi khác của phiền não tập khí phiền não quá sâu mê mà bất giác nên quý vị nghe chẳng hiểu lời phật giảng nghe mà chẳng có hứng thú Bất như mặc nhiên nhập niết bàn lạc Đây là lúc chẳng có ai thịnh Phật Thích Ca Mâu Ni Phật nhập bát niết bàn Thị thời chư Bồ Tát Cập thích đề hoàng nhân Phạm Thiên Dương chư thiên Hợp trưởng kính lễ Thỉnh Phật vị chư chúng sanh sơ chuyển Pháp Luân Phật thời mạc nhiên thọ thỉnh Đáo ba la nại lộc Lâm trung chuyển Pháp Luân Đó là giáo hóa năm vị tỳ kheo Trong đại trí độ luận có ghi câu chuyện như vậy Thật ra Đức Phật ở trong định Giảng Kinh Hoa Nghiêm 14 ngày Cũng có Kinh nói là 21 ngày Trong định Giảng Kinh Hoa Nghiêm 57 ngày Thì sau khi đã giảng xong Kinh Hoa Nghiêm Chẳng có ai đến khải thỉnh Đức Phật ngồi dưới cội cây suốt 57 ngày Trừ 3 lần 7 là 21 ngày ra Tối đa là Đức Phật giảng kinh qua nghiêm trong 21 ngày Thời gian còn lại là chờ đợi Người thế gian mê hoặc Điên đảo Chẳng hay chẳng biết Chờ đợi trời người Chư Bồ Tát trông thấy Người qua gọi thích đề hoàng nhân Là Ngọc Hoàng Đại Đế Vị này cũng trông thấy Đại Phạm Thiên Dương cũng thấy Kế đó là chư thiên Chư thiên cõi trời tịnh cư cũng thấy Trong thích ca phổ chép Thiên chúng tịnh cư đến thịnh Pháp Lúc đó Thích ca mâu ni Phật chấp thuận Chấp thuận Im lặng là chấp thuận Chẳng cần phải nói Nếu chẳng chấp thuận sẽ phải nói Không nói tức là chấp thuận Ngày đến lộc giả uyển Ba la nại lộc lâm trung Chính là lộc giả uyển Giáo hóa năm tỳ kheo Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo Bắt đầu giáo hóa chúng sanh từ nơi đây Hữu Pháp Hoa Kinh Dân Lão cư sĩ trích dẫn kinh luận rất nhiều nên chúng ta đọc bản chú giải này Cũng giống như đọc hơn 100 bộ kinh luận Đây là chuyện tốt đẹp vô cùng hiếm có Khó gặp Cổ trích dẫn Tổng cộng 193 bộ kinh luận tiếp đó là hữu pháp hoa kinh dân nhĩ thời chư phạm dương cập chư thiên đế thích hộ thế tứ thiên dương cập đại tự tài thiên tịnh chư dư thiên chúng quyến thuộc bách thiên già cung kính hợp chưởng lễ thỉnh ngã chuyển pháp luân trong kinh pháp hoa chính đức phật tự nói thuở ngài thành đạo loài người chẳng biết phàm phu mắt thịt chẳng nhìn thấy nhưng chư thiên trông thấy cho nên các thiên dương trong hai mươi tám tầng trời Trừ vô sắc giới thiên ra Mười tám tầng trời Thuộc sắc giới Và sáu tầng trời thuộc dục giới Đều dẫn quyến thuộc của chính mình Và đại chúng tới khải thịnh Pháp luận Pháp Luân lại giải thích chữ Pháp luôn Pháp Chỉ Phật giáo Pháp Diễn thuyết Phật chi giáo Pháp Xưng di chuyển Pháp luôn Chúng ta hiểu rất rõ ý nghĩa Của chuyển Pháp luôn Thuở Thích Ca Mâu Phật tại thế thân hành ngôn giáo nêu gương tốt nhất cho hết thảy chúng sanh đó gọi là chuyển pháp luân chuyển là chuyển động pháp là thân hành ngôn giáo luân tượng trưng sự viên mãn tượng trưng cho sự rốt ráo Tiếp đó lại giải thích chữ Luân Luân Dạ Chuyển Luân Thánh Dương Chi Luân Bảo Hồi chuyển Tứ Thiên Hạ Triển tồi chư oán địch Cố vị Thí dụ Phật Chi Giáo Pháp Diệt lưu chuyển nhất thiết chúng sanh giới phá trừ chư tiền não luôn là gì hiện thời đại khái là trong nửa thế kỷ này trong quá khứ cũng có nhưng chẳng rõ rệt trong nửa thế kỷ này thì vô cùng rõ rệt thường nghe nói có người từ ngoài vũ trụ đến địa cầu chúng ta à, công cụ giao thông của họ là gì đĩa bay đĩa bay chẳng phải là luân ư nó Để tròn chỉnh đó là công cụ giao thông của họ khoa học kỹ thuật phát triển hơn chúng ta này chúng ta chế tạo máy bay nhưng chẳng có cách nào bay ra ngoài vũ trụ quý vị thấy công cụ giao thông của họ tròn xoe các nhà khoa học bảo hình tròn thích hợp nhất để phi hành tất cả hết thảy tinh cầu cũng đều là hình tròn tốc độ phi hành trong vũ trụ cũng hết sức nhanh chóng vì thế tôi cảm thấy luân bảo của chuyển luân thánh dương như kinh đã nói đại khái là đĩa bay chẳng phải là nhà vua đích thân đến mà vua sai những binh lính cấp thấp đến các tinh cầu để tuần tra một lượt xem xét tình hình vì sao đây là khu vực cai trị của vua phải thường xuyên phái người đến đây tuần tra đôi chút Vua thuộc về loài người, chẳng phải là thiên đạo. Nếu là thiên đạo, sẽ chẳng cần đến công cụ giao thông. Chư thiên có thần thông, chẳng cần tới công cụ giao thông. Chuyển luân thánh dương vẫn thuộc về nhân đạo. Trong nhân đạo, chẳng có cách nào đột phá các chiều không gian và thời gian, nên nhất định phải có công cụ giao thông. Do đó đĩa bay từ tinh cầu khác bay đến Chắc chắn thuộc về nhân đạo Tôi học Phật nhiều năm như vậy Trong khi giảng kinh mới thấu hiểu điều này hồi chuyển tứ thiên hạ tứ thiên hạ đều thuộc khu vực quảng hạc của chuyển luân thánh dương trong kinh nói chuyển luân thánh dương có bốn loại đẳng cấp khác nhau kinh phật nói bốn loại ấy là kim luân thánh dương ngân luân thánh dương đồng luân thánh dương và thiết luân thánh dương thiết luân thánh dương nhỏ nhất cai quản một thiên hạ trong tứ thiên hạ cai quản một phương tứ thiên hạ là đông nam tây bắc thiết luân dương cai quản một phương đồng luân dương cai quản một nửa tứ thiên hạ tức là cai quản hai phương ngân luân dương cai quản ba phương kim luân dương cai quản trọn hết đó là bốn loại chuyển luân thánh dương vật báo của chuyển luân thánh dương là công cụ giao thông các công cụ giao thông thuộc về nhà vua này chúng ta gọi là không quân cũng thuộc loại vũ khí luân bảo của chuyển luân thánh dương là vũ khí luân bảo có thể đến các nơi thuộc phạm vi của nhà vua nhưng chẳng thể tới những nơi chẳng thuộc vào phạm vi của ông ta Chỗ nào vua có thể tới Đang thuộc vào phạm vi của ông ta Câu tiếp theo khiến cho chúng ta hiểu Luân Bảo là vũ khí Triển tồi chư oán địch Đó là vũ khí của ông ta Dùng nó để tỷ dụ giáo pháp của Đức Phật Hiện thời chúng ta gọi giáo pháp của Đức Phật Là giáo dục của Phật Đà Mọi người bèn dễ hiểu Giáo dục Phật Đà lưu chuyển trong hết thầy chúng sanh Giúp cho hết thầy chúng sanh Đoạn phiền não Khai trí huệ Do vậy Đức Phật giảng kinh thuyết pháp Dí như Chuyển luân thánh dương Đang chỉ huy Đang quy động luân bảo để tuần thị tứ thiên hạ tứ thiên hạ là mỗi tinh cầu ở đây nếu dựa theo cách nói của lão cư sĩ hoàng niệm tổ chúng ta coi một đơn vị thế giới là một hệ ngân hà phạm Di thống lãnh Quản hà của Kim Luân Thám Dương Là một hệ ngân hà Khu vực quản trị của vị Luân Dương nhỏ nhất Tức thiết Luân Dương Cai quản một phần tư hệ ngân hà Như vậy là công cụ giao thông của ông ta rất lợi hại Có thể trong một khoảng thời gian rất ngắn đã tuần tra trọn hết quay về hiểu rõ rệt tình hình loài người chúng ta trên địa cầu hiện nay làm càng làm quấy họ điều tra rõ ràng gây ra tai nạn cho chúng ta điều này rất có thể là như vậy con người chẳng học điều tốt lành không học điều thiện có khả năng này nếu tâm chúng ta biến thành thiện đoạn ác tu thiện tích công lũy đức luân dương sẽ ban thưởng tặng thưởng chúng ta chẳng đến trừng phạt nêu ra cách nhìn này để mọi người tham khảo <laughs> pháp hoa văn cứu dân đây là trước tác của trí giả đại sư là chú giải kinh pháp hoa chuyển phật tâm trung quá tha chi pháp độ nhập tha tâm danh chuyện pháp luân trí giả đại sư nói chuyển phương pháp giáo hóa chúng sanh kể cả lý luận từ trong tâm phật đây là dạy người khác nếu kẻ ấy có thể tin có thể hiểu có thể thật sự thấu hiểu biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày đó là thật sự độ nhập tha tâm người thọ giáo đạt được lợi ích chân thật đó là chuyển Pháp luôn Vì thế Giáo Pháp của Đức Phật được chia thành bốn giai đoạn Là tính giải hành chứng Khi quý vị chẳng tin tưởng Bạn giúp cho quý vị sanh khởi lòng tin Trong xã hội quá khứ tại trung quốc kể cả người ngoại quốc nghiên cứu lịch sử trung quốc không ai chẳng bội phục cổ nhân trung quốc đều khẳng định người hoa có trí huệ rất cao mấy ngàn năm qua một quốc gia to như thế dân cư đông đúc như thế nhiều sắc tộc như vậy có thể sống hòa thuận với nhau đối đãi bình đẳng điều này chẳng dễ dàng dựa vào đâu dựa vào giáo dục của thánh hiền đặc biệt là sau khi phật giáo truyền đến trung quốc quả thật là đã nâng cao văn hóa bản địa lên một mức độ rộng lớn giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải cống hiến rất lớn đối với xã hội vì thế trên thế giới hiện thời Tuy người tín ngưỡng Phật giáo chẳng nhiều lắm Ít hơn cơ đốc giáo Và y tư lan giáo Nhưng các tôn giáo khác đều tôn trọng Phật giáo Chúng ta thấy được điều này Vì sao? trong kinh điển nhà phật có đạo lý những đạo lý ấy có thể thật sự giúp chúng ta giải quyết vấn đề phật pháp ở trong thế gian này nêu gương giúp đỡ hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui đó là giáo học của phật pháp Vậy điều gì? Vậy có người lìa khổ được vui Khổ vui là quả báo Hiện thời chúng sanh đang chịu khổ Đang mắc cạn Chẳng dễ sống Nếu Phật Pháp được thực hành rộng rãi Khôi phục như thời cổ tự diện am đường thời cổ giảng kinh giáo học là giáo dục chẳng phải là tôn giáo từ xưa tới nay đế vương trực tiếp trưởng quản nền giáo dục ấy cao tăng đại đức đều được phong làm quốc sư Giúp xã hội an định Giúp thế giới hòa hài Thâu hẹp phạm gì Thì Phật Pháp có thể giúp cho hết thảy chúng sanh Thân tâm thanh tịnh Khỏe mạnh sống lâu Gia đình hòa thuận Sự nghiệp thuận lợi Xã hội an tường Hòa bình quốc thái dân an Quý vị có thể nói Phật Pháp chẳng có cống hiến gì hay sao? Do vậy Lịch Đại Đế Dương Đều quy y tam bảo Chẳng có ai không nghiêm túc học tập Đại khái những kẻ chẳng nghiêm túc học tập là các đời đế vương cuối cùng trong mỗi triều đại do họ chẳng nghiêm túc học tập nên quốc gia bị diệt vong trong tay họ từ lịch sử trung quốc quý vị thấy rõ ràng minh bạch chuyện như vậy chúng ta lại xem phần trích dẫn kế tiếp gia tường sư dân Tự ngã chí Bỉ Cố sừng di chuyển Ta ở đây là Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni Phật dạy bảo Bỉ là người tiếp nhận Kẻ thọ giáo học và hiểu Đức Phật truyền cho mọi người Mọi người đều học Thấu hiểu Do vậy chuyển mang ý nghĩa dạy bảo và truyền lại Thượng thám quyền ký giải pháp luân viết thám quyền ký là chú giải kinh hoa nghiêm do tổ sư đời thứ ba của tông hoa nghiêm là hiền thủ quốc sư soạn ngài là thầy của ngài thanh lương đã giải thích chữ pháp luôn như sau pháp thị quỷ trì nghĩa quỷ là quỷ đạo Này chúng ta nói là nguyên lý nguyên tắc trì là bảo trì Ác phải tuân thủ những nguyên lý nguyên tắc ý chẳng thể vi phạm thề vi phạm quý vị sẽ bị phiền phức. À, Những giống, nguyên lý nguyên tắc ý giống như gì? Giống như chân lý. Quý vị chẳng thể vi phạm nên gọi là quỷ đạo. Thông hữu tứ nghĩa, vị giáo lý hành quả. Giáo là giáo học à, là Nói theo hiện thời thương, Chú trọng thương, sách giáo khoa Tin bổ này là giáo thương, Tức sách giáo khoa thương. Trong sách giáo khoa có lý Tức là có đạo lý Nếu chẳng có lý Sẽ chẳng có hành Chẳng có quả Giáo ấy chẳng phải là chánh giáo à đương nhiên càng chẳng thể nói là thánh giáo được trong thánh giáo nội dung nhất định gồm có lý hành quả đó là nội dung của nó vì thế nó có đạo lý trong ấy đạo lý ấy nay được gọi là triết học và khoa học thật sự có không chỉ có mà còn là rốt ráo viên mãn điều này rất khó có tiên sinh phương đông mỹ nói là triết học cao cấp hành là phương pháp những đạo lý này được áp dụng như thế nào trong cuộc sống công việc xử sự, sự Đãi người tiếp vật Đó là hành Lý nếu chẳng thể hành Sẽ biến thành quyền học Làm chẳng được Thì chẳng đạt được lợi ích chân thật Đạt được lợi ích chân thật Thì phải hành Tiếp đó quả là quả báo Quả báo thù thắng khôn sanh chẳng hạn như tôi vừa mới nói thân tâm khỏe mạnh gia đình hạnh phúc sự nghiệp thuận lợi quả báo ấy mở rộng thành xã hội hài hòa thiên hạ thái bình quả báo như vậy đó đối với sự tu hành chứng quả của quý vị mà nói quý vị thành a la hán chứng đắc bồ tát chứng đắc quả vị phật đó là pháp do vậy pháp có giáo pháp lý pháp hành pháp quả pháp có bốn loài ý dạng rất tỉ mỉ Luân thị sở thành Luân tượng trưng cho sự thành tựu Thành tựu viên mãn Nó cũng có bốn ý nghĩa Ý nghĩa thứ nhất là viên mãn Dĩ ly khuyến giảm cố Chẳng có khuyết giảm Nó là viên mãn Luân là bánh xe Bánh xe thời cổ là bánh xe ngựa Cụ Hoàng nêu lên tỷ dụ này Nó có hình tròn Hình tròn tượng trưng cho viên mãn Nói theo hình tròn trong hình học hiện thời Nó có viên chu và viên tâm Đó là hình tròn theo hình học hiện thời Do vậy Phật Pháp dùng hình tròn làm tiêu chí ý nghĩa này rất sâu đường tròn là có là động tâm hình tròn là không trống không trong hình học chẳng tìm được một điểm nhưng điểm có hay không khẳng định là có điểm có hình dạng như thế nào không có hình tướng nó là một khái niệm trừu tượng Thật sự có Nhưng thứ gì cũng chẳng có Điều này tuyệt lắm Vì thế Đức Phật dùng Pháp luôn làm biểu hiện Làm tiêu chí Sử dụng ý nghĩa ấy Chỉ có hình vẽ dạ ấy mới có thể biểu thị ý nghĩa Không và có bất nhị Nó biểu trưng ý nghĩa viên mãn. Ý nghĩa thứ hai là cụ đức Bánh xe có trục Tức là có tâm Chúng ta gọi nó là Cốc lộc Nó có cầm xe Cầm xe phát xuất từ chính giữa bánh xe Bánh xe có rất nhiều cầm tủa ra Những cái đó được gọi là bước Bên ngoài giống là phần bao quanh Bọc ngoài bánh xe là dành bánh xe Đó là ý nghĩa cụ đức Cụ đức có nghĩa là chẳng thiếu thứ gì Tất giai cụ cố Thứ gì cũng tròn đủ Thì hình tướng bánh xe mới viên mãn Thứ ba là hữu dụng Tôi triển hoặc chướng cố Áp dụng vào Phật Pháp thì Phật Pháp có thể nghiền nát Trừ sạch mê hoặc nghiệp dưỡng Dùng Phật Pháp để giúp chúng sanh đoạn trừ phiền não Khai trí huệ Bỏ mê hoặc Bỏ phiền não chứa ngại Mang ý nghĩa này Thứ tư chuyển động chi nghĩa trong thế gian hiện thời, toàn thể khoa học đều phải cậy vào bánh xe chuyển động. Nếu bánh xe không xoay chuyển, cái gì cũng chẳng có. Tác dụng lớn nhất của bánh xe là chuyển động. Vị tùng thử hướng bỉ, Tức Tùng Phật Chí Chúng Sanh việc Tùng Bị Hướng Thử Tức Tùng Chúng Sanh Chí Phật Quả Đó là chuyển động Đức Phật dạy chúng ta Chúng ta có thể tính giải hành chứng Đến cuối cùng chúng ta thành Phật Ngài dạy chúng ta Là Ngài đến với chúng ta ở nơi đây Sau khi chúng ta thành Phật Là chúng ta trở về chúng Phật ngự Chúng sanh và Phật bất nhị Hai câu này là thỉnh Pháp Tức thỉnh chuyển Pháp luôn Chúng ta lại xem hai câu kể đó Thường dĩ pháp âm giác trừ thế gian Bắt đầu từ câu này Tùng thử cú hạ Mãi cho đến trước câu Ư thử trung hạ Nhi hiện diệt độ Đều là tướng thứ bảy Tức tướng chuyển pháp luôn Đều nói về điều này Mãi cho đến cuối phẩm Toàn là nói về Những hình tích giáo hóa chúng sanh Của Thích Ca Mâu Ni Phật Trong suốt một đời trên thế gian này Câu này tức câu Thường dĩ Pháp âm Giác chư thế gian Là nói tổng quát Đối với Pháp âm um, Chúng ta hãy nhớ lời giải thích Của hiện thủ quốc sư Bao gồm giáo Pháp, lý Pháp, hành Pháp, quả Pháp Đó là nói theo giáo Pháp Đại Thừa nói nhiều cách mấy vẫn chẳng ra ngoài bốn loại lớn ấy giới thiệu a di đà phật và tây phương cực lạc thế giới với chúng ta đó là quả pháp mong sao chúng ta sau khi hiểu rõ sẽ thật sự tu hành chứng quả sự giáo học của đức phật mới coi như viên mạng mới thật sự được kể là đã đạt đến mục đích hai câu này là cương yếu tổng quát trong giáo học chúng ta hãy đọc lời giải thích kế đó pháp âm giả quản chỉ như lai giáo pháp Bất cục hạng ư Ngôn ngữ thanh âm à Vì Nhất cử nhất động Của Đức Phật Đều là thuyết pháp Khiến cho người khác khai ngộ Ở đây nói rất hay Cái thế tường thuyết pháp Nãi trần thuyết Sát thuyết Sĩ nhiên thuyết Vô giá thuyết Thuyết thời thuyết Mặt thời diệt thuyết Bất đảng hữu tình thuyết Vô tình diệt thuyết Cố bất nghi dĩ pháp <laughs> Âm hạng ư thế tôn chi ngôn giáo giả Phải hiểu ý nghĩa này Trong quá khứ Tôi học tập những câu kinh văn như thế này rất hoang mang Thường nghĩ trần thuyết sát thuyết đều là tỷ dụ chúng tôi luôn hiểu như vậy hiện thời chúng tôi đã hiểu rõ đối tượng giáo học của đức thế tùng không chỉ là nhân gian tuy đức phật thị hiện trong nhân gian phạm vi giáo học của ngài vẫn là khắp pháp giới hư không giới Trần là thứ nhỏ bé nhất Nay chúng ta biết Một di trần theo như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy Trong một di trần Có tin tức của khắp Pháp giới hư không giới Nó giống một đài thu phát Có thể phát ra tin tức Và cũng có thể thu thập tin tức Trong các di trần thuộc khắp pháp giới hư không giới Giống như mạng lưới điện tử Trần thuyết là như vậy đó lợi ít loài chúng sanh nào trong một di trần có thế giới thế giới ấy chẳng hay chẳng khác đại thế giới bên ngoài của chúng ta trong thế giới ấy có phật có bồ tát có hết thảy chúng sanh đối với một di trần một lỗ chân lông của phật đem các tin tức truyền vào đó chúng sanh trong thế giới ở trong một di trần sau khi tiếp nhận cũng có thể khai ngộ cũng có thể thành phật cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn di trần nhỏ nhất cõi nước lớn nhất Nay chúng ta nói tới trần là nói thế giới di mô Sát là thế giới vĩ mô Các nhà vật lý học hiện thời phát triển theo hai hướng một là chuyên nghiên cứu vật lý vũ trụ Hai là nghiên cứu cái nhỏ nhất Tức là di trần Tức lượng tử lực học Phát triển theo hai cực này Đều có thành tựu khá đáng kể Này chúng tôi mới hiểu Trần thuyết và sát thuyết Như trong kinh Phật nói Là chuyện như thế nào Xí sí nhiên thuyết Đức Phật rất nhiệt tâm, rất từ bi, chẳng hề mệt mỏi kinh hoa nghiêm nói vô hữu bì yếm chẳng chán ngán chẳng mỏi mệt chỉ cốt sau giúp cho chúng sanh giác ngộ chúng sanh giác ngộ bèn lìa khổ Khổ do mê hoặc mà có Đã giác ngộ sẽ không mê nữa Khởi tâm đồng niệm Ngôn ngữ lẫn tạo tác đều tránh đáng Bèn lìa khổ Chẳng có tai nạn nữa Thích thể các pháp Đúng là sanh từ tâm tưởng Chuyện này chỉ có Đức Phật hiểu rõ ràng, ràng rẽ. Nếu chúng ta chẳng huân tập nhiều năm như thế, cũng rất khó tiếp nhận. Hiện tại càng khó có là các nhà khoa học đã chứng tỏ thế giới vĩ mô như trong kinh Phật đã nói và thế giới vi mô đều được chứng tỏ là thật, chẳng giả. Dạ. Đối với chúng ta, chuyện này hết sức đáng quan hệ. vô dáng thuyết, Đức Phật thuyết pháp chẳng gián đoạn. Khi Ngài ngủ có thuyết pháp hay không? Thuyết Thuyết, thuyết bằng cách nào? Khi ngủ Trong kinh Đức Phật đã dạy Nơi chánh báo của chúng ta Một sợi lông Hoặc cái nhỏ nhất Trong chánh báo là tế bào Mỗi tế bào hoặc một sợi lông Lan truyền tin tức ấy Khắp Pháp giới Sách Hoàng Nguyên Quán nói Sự dao động của một di trần Hoặc của một sợi lông Sẽ trọn khắp Pháp giới Xuất sanh vô tận Hàm chứa có và không Lẽ nào chẳng nói Có khi nào ngưng nghỉ Chưa hề ngưng nghỉ vì thế chẳng hạn cuộc nơi ngôn ngữ thuyết thời thuyết thích ca mâu ni phật giảng kinh thuyết pháp đó là khi nói năng ngài bèn thuyết pháp mặc thời diện thuyết nghĩa là khi không nói thì ngài vẫn đàn thuyết pháp đối tượng chẳng phải là chúng ta đối tượng nghe pháp tụ chiều không gian khác nhau cũng có thể nói là từ nhỏ như thế giới trong một di trần cho đến lớn như các cõi phật trong mười phương trong thực tại giống như chúng ta hiện thời nay chúng ta đang học tập kinh giáo người nghe tại giảng đường chẳng nhiều Chúng ta lợi dụng mạng Internet Để cùng phát ra Người trên cả thế giới chỉ cần có máy tính Biết địa chỉ trang web của chúng ta Bạn đều có thể tiếp nhận Nhân đạo là như vậy đó Thích Ca Mâu Ni Phật trần thuyết Sát thuyết Chúng sanh thuộc thế giới trong một di trần đều nhận được Các thế giới trong các cõi Phật cũng nhận được Khắp Pháp giới hư không giới Chẳng có chỗ nào không nhận được Bất đảng hữu tình thuyết Vô tình diệt thuyết Chúng ta vừa nói tới điều này Vì sao xứng tánh Tánh đức tự nhiên lưu lộ Tự nhiên phát huy à, Trong di trần Có nói hay không? Nói Ai nói? Trong đó có Thích Ca Mâu Ni Phật Mà cũng có A Di Đà Phật Vô lượng, vô biên chư Phật Đều ở trong một di trần các ngài thuyết pháp chẳng gián đoạn ai có thể nghe kẻ có duyên sẽ nghe phật pháp chẳng lìa khỏi nhân duyên giống như thế giới vĩ mô và thế giới vĩ mô người như thế nào sẽ có duyên người tâm thanh tịnh sẽ có duyên người tâm bình đẳng sẽ có duyên nếu người ấy khai ngộ minh tâm kiến tánh duyên thật sự trọn đủ Trong trạng huống ấy Chẳng cần thời gian rất dài Đối với các phương Pháp Do mười phương ba đời Hết thảy chư Phật đã nói Người ấy Sẽ viên mãn trong khoảng sát na Chúng ta có lý do Để tin tưởng chẳng hoài nghi điều này. Tiếp đó lại giải thích chữ thế gian, giác chư thế gian là đối tượng thường dĩ pháp âm là Phật, Phật giáo hóa chúng sanh, giác chư thế gian là nói tới đối tượng thế gian già, dạ. La thật đại sư Diệp thế gian giả tam giới giả nói tới tam giới thì rất gần dục giới sát giới vô sát giới nói thực tại là lục đạo vì thế tam giới lục đạo thường được nói gột chung lại Từ dục giới thiên trời xuống Dục giới có sáu tầng trời Phía trên là nhân đạo Dưới nhân đạo là súc sanh đạo Ngã quỷ đạo, địa ngục đạo đều thuộc về dục giới Chúng sanh ở trong đó có quá nhiều dục vọng Dục vọng là phiền não Là cội nguồn tạo tác hết thảy tội nghiệp Lên cao hơn là sắc giới thiên Sắc giới thiên có hình sắc Nhưng Chẳng có dục vọng Vì thế Rõ ràng là họ thanh tịnh hơn chúng ta Dục vọng đối với sắc Danh vọng ăn uống Ngủ nghe Đều không có Họ vẫn có tham sân si mạng nghi. nghi Có những thứ ấy Nhưng rất họ nhẹ ít Hoàn toàn chưa đoạn hình. Nhưng đã buông toàn bộ Hoàn cảnh bên ngoài xuống Nên tâm họ thanh tịnh Kể à, là... đó là... sách còn viết ừ. Tức dục giới Sắc giới Vô sắc giới giả Chính là tam giới Thế tôn thọ thỉnh hậu Chúng ta phải hiểu người thỉnh Pháp Là những người thuộc thiên đạo Có địa vị cao cả trong thiên đạo Chẳng phải là thiên chúng bình phạm Họ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật nên đến thỉnh pháp vậy thì chúng ta biết thời gian thích ca mâu ni phật thuyết pháp cho họ sẽ lâu dài thời gian thuyết pháp cho nhân gian chúng ta ít ỏi chắc chắn là như vậy người ta là người khải thỉnh đương nhiên chiếu cố nhiều hơn một tí chúng ta giống như nghe ké vì chẳng khải thỉnh, à, chúng ta hưởng phước của chư thiên, họ khải thỉnh, chúng ta hưởng lấy đạo lý là như vậy. vì thế quảng diễn nhất đại đại tiểu quyền thật thiên viên chư pháp một câu này đại diện hết thảy các pháp do thích ca mâu ni phật đã nói trong 49 năm chúng ta không dễ gì lãnh hội phạm vi quá rộng lớn quý vị nghĩ xem lão cư sĩ hoàng niệm tổ bảo chúng tôi Theo vũ trụ quan Phật giáo Một đơn vị thế giới Là một hệ ngân hà Đó là một đơn vị thế giới Một ngàn đơn vị thế giới hợp thành một tinh hệ gọi là tiểu thiên thế giới tiểu thiên thế giới là một ngàn hệ ngân hàng lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị một ngàn tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị Một ngàn trung thiên thế giới Gọi là một đại thiên thế giới Phạm vi to như thế Là giáo khu của một vị Phật Tức là khu vực giáo hóa của Ngài Tính ra là bao nhiêu hệ ngân hà Mười ức hệ ngân hà Đó là giáo khu của Thích Ca Mâu Ni Phật To dường ấy Ngài thuyết pháp ở bất cứ chỗ nào Giống như hiện thời chúng ta dùng vô tuyến điện để phát sóng Toàn cầu đều có thể thu được Thức Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp Toàn thể đại thiên thế giới Toàn bộ chúng sanh trong 10 ức hệ ngân hà đều thu được Có thể hay không? Có thể Trong quá khứ Chúng ta nghe như vậy bèn hoài nghi Khoa học hiện tại đã chứng tỏ Sách Hoàng Nguyên Quán của Hiền thủ quốc sư đã giảng rõ ràng Tốc độ ấy rất lớn Chẳng phải là tốc độ ánh sáng hay tốc độ vô tuyến điện mà không sánh được Những tốc độ ấy quá nhỏ Sách Hoàng Nguyên Quán cho biết Bất luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần Toàn bộ đều là hiện tượng dao động Chỉ cần sự dao động ấy vừa động Sẽ trọn khắp pháp giới hư không giới Ba thứ dao động Thì thứ nhất là trọn khắp pháp giới Vừa mới động Tin tức bèn truyền đạt trọn khắp Pháp giới Vẫn chưa phải là lớn vẫn là rất nhỏ Giáo khu của một vị Phật Chỉ là 10 ức hệ ngân hà Có phải chỉ là 10 ức hệ ngân hà hay chăng? Không chỉ như vậy Hệ ngân hà là giáo khu của Thích Ca Mâu Ni Phật Trừ giáo khu của Thích Ca Mâu Ni Phật ra Khắp Pháp giới hư không giới đều thu được Giống như chúng tôi dạy học nơi đây Trung tâm này là phạm vi của chúng tôi Giống như Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của Thích Ca Mâu Ni Phật Nhưng chúng ta dùng Internet Trừ khu vực này của chính mình ra Quý vị đều có thể nhìn Đều có thể thu được Toàn thể địa cầu cũng đều có thể thu được Do vậy Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Chẳng thể nghĩ bàn Các quái Phật trong tam giới khắp mười phương Thấy đều chịu ân Rộng diện giáo Pháp trong một đời Đức Phật Như giáo Pháp Đại Thừa, giáo Pháp Tiểu Thừa Quyền giáo, giáo Pháp Phương Tiện Thiền Sảo Thật giáo, giáo Pháp Minh Tâm Tiến Tánh thiên giáo giáo pháp có cục hạng cục bộ viên giáo là giáo pháp viên mãn mấy chữ này tượng trưng cho pháp luân viên mãn được nói bởi chư phật như lai. Là... mục đích ở chỗ nào giác tỉnh tam thế nhất thiết chúng sanh nhằm mục đích giúp đỡ chúng sanh giác ngộ giúp chúng sanh tỉnh mộng quý vị đang nằm mộng trong tam giới tam giới là lục đạo lục đạo là tam giới do vậy phạm vi của tam giới to cỡ nào mười ức hệ ngân hà Cố viết Thường dĩ pháp âm Giác chư thế gian Thử thị chuyển pháp luân chi tổng tướng Từ đây trở đi Tức là câu phá phiền não thành trở đi Là biệt tướng của chuyển pháp luân hai câu này là nói tổng quát nếu có người hỏi chúng ta thích ca mâu ni phật suốt đời giảng gì quý vị có thể dùng bốn chữ này để trả lời giác chư thế gian chẳng sai tí nào ngài giúp cho hết thảy thế gian giác ngộ cũng có thể nói thích ca mâu ni phật giảng giải suốt đời nhằm dạy chúng ta làm thế nào lìa khổ được vui nói cách này mọi người rất dễ hiểu đức phật thuyết pháp cả đời nhằm dạy chúng ta làm thế nào để lìa khổ được vui khổ do đâu mà có khổ do mê mà có lạc do đâu mà có lạc do giác mà có chỉ cần quý vị phá mê giác ngộ sẽ lìa khổ được vui thật sự đạt được do vậy khổ vui trọn chẳng liên quan đến nghèo giàu sang hèn kẻ nghèo hèn sống cả đời sung sướng quý vị thấy kẻ ấy hạnh phúc lắm viên mạng lắm Đó là Phật Pháp Quý vị học Phật Vì sao phải học Phật Do ta muốn vui sướng nên mới học Phật Đều là thật chẳng giả tí nào Hôm nay đã hết thời gian rồi Buổi học này chúng ta học tới đây Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tình độ nam mô a di đà phật